Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi ở trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 61 ngày 4 Chúa và ông Sa Chê, Kinh Thánh Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10. Câu ghi nhớ Luca đoạn 19 câu 10: Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bây giờ chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10 nhé. Luca đoạn 19, Kinh Thánh Tân Ước trang 1004, đoạn 19 câu 1 đến câu 10. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy, Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lăng băm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 10. Chúng ta cùng tô màu câu số 10 nhé. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu ghi nhớ đã được tô màu. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bây giờ chúng ta làm phần tìm hiểu ở trong trang sách của chúng ta. Trong phần tìm hiểu số 1, trước khi gặp Chúa Giê-xu, ông Sa-chê khoanh tròn điều đúng em chọn, làm trưởng ngành thâu thuế, cao lớn, người có tội, nghèo, giàu, thấp. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn câu nào đây? Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Sa-chê là người như thế nào các em? Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Làm đầu bọn thâu thuế có nghĩa là ông làm trưởng ngành thâu thuế. Chúng ta tô màu cái câu này. Rồi, ông giàu có. Rồi, ông là người như thế nào nữa? Chúng ta thấy tiếp theo Kinh Thánh cho chúng ta biết đây: vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Ông Sa-chê là người thấp, nghĩa là ông có cái chiều cao khiêm tốn. Ông là người thấp. Rồi, ông là người như thế nào nữa? Bây giờ chúng ta xem. Sau khi Chúa đã vào nhà của ông rồi thì những người họ đã lầm bầm như thế nào? Câu số 7: Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Mọi người rất là ghét Sa-chê và cho rằng Sa-chê là người có tội.
Sa-chê là người có tội. Tiếp theo, ở trong phần số 2, Chúa Giê-xu làm gì khi gặp ông Sa-chê? Ở đây chúng ta thấy có những cái chữ còn chừa trống và chúng ta điền vào cho đủ. Thứ nhất, có chữ V và chữ N, chữ V và chữ N, chúng ta điền từ gì đây? Chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu gặp Sa-chê thì Chúa Giê-xu đã bảo Sa-chê leo xuống khỏi cây sung, và Chúa nói rằng hôm nay ta sẽ vào nhà ngươi. Như vậy Chúa Giê-xu đã vào nhà của Sa-chê. Vào nhà của Sa-chê. Rồi Chúa làm gì cho Sa-chê nữa? Có chữ tờ và chữ tờ là Chúa tha tội. Chúa tha tội. Chúa tha tội cho Sa-chê. Và Chúa làm gì nữa các em? Chúa ban ban sự cứu rỗi. Ban sự cứu rỗi. Trong câu số 3, ông Sa-chê đã được đổi mới như thế nào cho người nghèo? Ông làm gì? Bây giờ chúng ta xem ông Sa-chê đã được thay đổi như thế nào sau khi gặp Chúa nhé. Ở trong câu số 8, xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư, đền gấp bốn lần. Như vậy đối với người nghèo thì ông chia một nửa gia tài, chia một nửa gia tài cho người nghèo. Và nếu ông làm thiệt hại ai, có nghĩa là ông làm hư đồ của ai, hay là ông có làm thiệt hại của ai, thì ông sẽ đền gấp 4 lần. Ông bồi thường, hay là ông đền, ông bồi thường, ông bồi thường gấp 4 lần. Ví dụ như ông làm thiệt hại của người ta 1 triệu đồng thì ông sẽ bồi thường bao nhiêu các em? Ông sẽ bồi thường gấp 4 lần là 4 triệu đồng. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của ông Sa-chê là người thu thuế, là một người có tội. Và ông chen lấn ở trong đám đông để mong rằng thấy Chúa, nhưng ông là một người thấp lùn hơn người khác. Và sau đó ông đã leo lên cây sung để có thể nhìn thấy Chúa. Và khi Chúa đi ngang qua, Chúa đã gọi ông xuống, và Chúa đã vào nhà của ông. Ở trong phần nhận biết, ông Sa-chê đã gặp Chúa Giê-xu và ông được Chúa thay đổi. Người biết tội và ăn năn thật sẽ được Chúa tha thứ và ban sự cứu rỗi đời đời. Khi ông Sa-chê biết ăn năn tội của mình thì Chúa đã tha thứ cho ông và ban cho ông sự cứu rỗi. Trong phần thực hành, em ăn năn ngay khi phạm tội với Chúa, không giấu tội, và tập chia sẻ điều em có cho bạn của em. Ở trong phần gợi ý cầu nguyện, hãy cảm ơn Chúa đã tha thứ tội cho em vì nhiều lần em vi phạm. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa tha thứ cho con
xin Chúa tha thứ cho con. Vì nhiều lần con vi phạm, xin Chúa cho con. Cho con biết ăn năn. Khi phạm tội, và cho con biết chia sẻ, và cho con biết chia sẻ. Những gì con có, cho bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con vi phạm. Xin Chúa cho con biết ăn năn khi phạm tội, và cho con biết chia sẻ những gì con có cho bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em, để các em biết ăn năn và biết chia sẻ. Các em nhớ chia sẻ kênh Thiếu Nhi Thông Sáng để nhiều bạn cùng học lời Chúa với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.